Ngày 8 tháng 11, đồng chí Nguyễn Anh Tú, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đứng dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết tại xã Dân Chủ. Xã Dân Chủ có 2 thôn, 286 hộ, 1.286 nhân khẩu, dân tộc Tày chiếm 90%. Trong những năm qua, nhân dân trong xã luôn đoàn kết, tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng các phong trào do cấp trên và địa phương phát động. Qua đó, đời sống của bà con nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao, bộ mặt nông thôn từng bước được khởi sắc. Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nhân dân trong xã luôn đoàn kết, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế hộ gia đình. Các dòng họ và đại đa số các hộ gia đình luôn quan tâm đến việc giáo dục, vận động con cháu trong gia đình dòng họ chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương. Năm 2019, tổng số hộ đăng ký gia đình văn hóa là 286 trên 286 hộ. Và bình xét có 272 trên 286 hộ đủ điều kiện được công nhận gia đình văn hóa. 2 trên 2 thôn đủ điều kiện đề nghị huyện công nhận đạt danh hiệu thôn văn hóa. Phong trào xây dựng nông thôn mới được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt và nhân dân là chủ thể. Đến cuối năm 2019, xã Dân Chủ đạt 7 trên 8 tiêu chí, 24 trên 27 chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42,3 triệu đồng một người một năm, tăng 5,3 triệu đồng một người một năm so với năm 2018. Xã đã vận động 43 hộ gia đình hiến 3.175 m2 đất, xây dựng 3 tuyến đường nội đồng và 1 tuyến đường dân sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại và sản xuất. Ngoài ra, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được thực hiện tốt. Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Anh Tú, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện mong muốn nhân dân hai thôn trên địa bàn xã Dân Chủ tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy ước xây dựng nông thôn mới, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững để tự tin sát nhập với thành phố Hạ Long. Tại ngày hội, xã Dân Chủ đã tặng giấy khen cho 12 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đồng thời tổ chức và trao giải cho các phần thi tung còn, kéo co, làm bánh dày và cơm lam.